Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ sư Hành Tâm, kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Thân chào tất cả quý vị. Alo, nghe rõ không? Alo. Alo. Cảm ơn quý vị. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của sư Thanh Tâm. Thể theo lời yêu cầu của sư Thanh Tâm. Chúng tôi vô room để gửi đến quý vị bài pháp ngắn ra. Bài pháp cũng rất là gần với chúng ta. Mỗi tất cả chúng ta ai cũng đều có vấn đề này. Là bài pháp được mang chủ đề chim bao. Nói về vấn đề chim bao. Thì trong bài pháp này sẽ nói cho chúng ta biết những cái chim bao là gì, nguyên nhân nào phát sinh chim bao, vân vân vân. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt để cho tất cả chúng ta được biết thêm chút đỉnh về vấn đề chim bao theo Phật học như thế nào. Vậy khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn nghe rõ không? Cho biết lại chút xíu đi để bắt đầu mình vô vô nói chuyện luôn. Rõ ha? Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề mà rất là quen thuộc ha, hình như tất cả chúng ta ai cũng đều có cái này. Đó, tức là chim. Chim bao từ cái chữ là subina. Subina, chim bao. Thì mình ai cũng biết chim bao đó, tức là những cái giấc mộng, những cái sự mà mộng mị mơ tưởng trong lúc ngủ, trong những lúc mình ngủ thì có những cái vấn đề nó phát sinh, thì được gọi là chim bao. Khi mà chúng ta ngủ, mình ngủ mình rơi vô cái tâm mình rơi vô trong cái trường hợp vô hậu kiếp, thì lúc đó bắt đầu có những cái sự mà xáo trộn trên cơ thể của mình, nó có những cái sự biến đổi, những cái sự thay đổi, những cái sự mà làm cho tâm nó bị rung động. Thì lúc đó nó sẽ cắt đứt cái dòng hậu kiếp, và nó làm cho những cái tâm về tâm khách quan nó xen vô, nó xen vô, nó tạo lên những cái sự chim bao, phát sinh những cái lộ bây giờ lộ tâm về chim bao, tức là xuống biến chích tá quy thí, lộ lộ tâm về vấn đề chim bao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong lúc mình ngủ nó cũng có những cái vấn đề nó phát sinh, nó làm cho tâm của mình nó dao động, nó phát sinh rất là nhiều vấn đề mà chúng ta nhiều khi chúng ta không thể lý giải được. Có những cái mà mình không lý giải được. Ngày xưa và thời xa xưa có những ông bà la môn này kia, ông chuyên nghiên cứu về vấn đề chim bao này, ông mới đoán mộng đoán này kia đủ thứ cách, qua những cái học của kinh Vệ Đà, ông giải thích về chim bao này nó như thế nào, đúng hay không đúng, chim bao này nó phát sinh nó sẽ có những cái điểm gì vân vân vân. Thì người ta học theo kiểu trong kinh Vệ Đà. Bây giờ chúng ta sẽ học theo kiểu mà trong chú giải, trong phần của pháp mà Đức Phật đã có truyền lại cho chúng ta biết một số vấn đề chính để chúng ta biết được chim bao như thế nào. Kính thưa quý vị. Thì khi mà cơ thể mình nó phát sinh những cái trường hợp mà bất thường á, thì lúc đó nó mới phát sinh chim bao, còn không thì nó rơi vào giấc ngủ luôn, ngủ xa xưa luôn. Thì như vậy khi mà rơi vào những cái trường hợp như vậy, nó có những cái nguyên nhân, nó có những cái nguyên nhân nó sanh ra chim bao. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là nói về nguyên nhân mà sanh ra chim bao, thì Nguyên Như có thể ghi những cái này ra để mình lấy ý là mình nghe cho nó dễ hiểu chút ha. Tức là nhân sanh ra chim bao, nhân sanh chim bao. Có ai đánh được không?
À, trong quyển sách này đúng rồi, nó những nhân sinh chiêm bao. Thì trong nhân sinh chiêm bao này chúng tôi phân ra làm thành 8 cách nhỏ, tức là giờ mình có 8 cách nhân sinh chiêm bao, có 8 cách. À, nhân sinh bao có 8 cách, à, phần này có 8 cách. Thì trong những cái nguyên nhân nó phát sinh ra chiêm bao vậy, khi chúng ta phân ra thì nó những cái thành phần nó được là 8 cách. Thứ nhất là do rối loạn tiêu hóa vật thực, là một, do rối loạn tiêu hóa vật thực. Nghe kỹ thôi, alo, do rối loạn tiêu hóa vật thực. À, thì khi mà cái thứ nhất là khi mà chúng ta bị rối loạn về tiêu hóa ăn uống vật thực á, tức là buổi tối trước khi chúng ta ngủ á, trong buổi ăn tối á, mình ăn nhiều thức ăn quá, hoặc là mình ăn những cái vật thực nó khó tiêu, những vật thực nó không có được mà nhẹ nhàng, không có được thanh tao. Thì khi mình ăn như vậy đó, tới lúc mình ngủ thì do cái vật thực này nó bị rối loạn, nó không có được tiêu hóa, nó vẫn còn trong cơ thể mình, nó không có tiêu. Thành ra chính vì do cái sự rối loạn cái vật thực này nè, lúc mình ngủ thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó bị thấy những cái, nó tác động lên cái sắc vật, nó tác động sắc vật, nó làm cho cái tâm mình nó bị rung động. Chính vì cái như vậy nó làm cho mình thấy ngủ, mình thấy những cái cảnh tượng mà hãi hùng, những cái cảnh tượng mà kinh khiếp. Chẳng hạn có những lúc chúng ta ngủ mà mình thấy mình như trên trời rớt xuống, hoặc trên núi mình rớt xuống, hoặc là mình bị ma rượt, bị thú rượt, hoặc là bị những chúng sanh dữ tợn rượt đuổi mình, hoặc là những cái trường hợp mà nó đem đến cái sự mà kinh hãi cho mình. Chính vì do ăn cái vật thực mà không tiêu hóa, nó tác động, nó làm cho mình bị rối loạn. Mà khi vật thực rối loạn sẽ tác động vô những cái, tất cả những cái bộ phận cơ thể, nó tác động lên cái sắc vật, nó tác động vào tâm và sinh ra cái sự rối loạn do vật thực. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là chính vì do cái vấn đề ăn thôi mà nó có tạo cho chúng ta bị rối loạn, cái tâm mình nó bị rối loạn và sinh ra những cái cảnh tượng hãi hùng, những cảnh tượng mà sợ hãi, những cảnh tượng mà chẳng hạn như bị té núi, hay là mình bị cọp vồ, hay là mình bị ma đuổi, vân vân, những cái đó đó. Thì chính vì này á, nhiều người ta không biết, người ta đoán tùm lum tà la, nhưng mà thực sự nó do mình ăn uống vậy thôi. Và ra cho nên mình buổi chiều thường thường Đức Phật không cho ăn tối, chiều thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái cơ thể mình. Cho nên giờ mình tối mình tránh, muốn tránh được cái vấn đề này thì mình nên ăn nhẹ nhàng chút, ăn đừng ăn thịt nhiều quá nó nặng nề. Tối mình ăn cái gì cho nó nhẹ nhàng thanh tao để giúp cho mình được có những giấc ngủ mà an lành, nó không có bị tạo những cái sự kinh hãi như vậy. Đó là thứ nhất là do rối loạn vật thực tiêu hóa, không được tiêu hóa. Rồi thứ hai là do gió, thứ hai là do gió nó tác động, do gió, tức là gió trong cái cơ thể của mình đó, cái gì gió làm trong cơ thể của mình nó có nhiều loại, nó có loại mình gió thổi từ trước ra sau, từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, gió thổi qua trái qua phải vân vân, hoặc là gió thổi lên chẳng hạn như mình ở ngáp vân vân, hoặc gió thổi xuống, hoặc là gió thổi trong bụng, những cái gió mà thường xuyên trong bụng mình, hoặc là gió trong ruột già, gió đi khắp toàn thân, hoặc là gió trong hơi thở vân vân, nó rất nhiều thứ gió trong cơ thể mình. Và khi máu mình mà lưu thông được dễ dàng cũng là do bản thể của gió nó tạo, nó tác động, nó đẩy cho máu huyết được lưu thông, được chạy, không có bị rối loạn, không có bị tắc nghẽn. Chính vì cái gió này nè, nó rối loạn, giống như bão tố, giống như mình đang sống yên lành mà có bão tố nó tới là rối loạn lên, nó làm cho sập nhà sập cửa đủ thứ chuyện. Nhưng mà trong cơ thể mình mà khi mà gió nó rối loạn, gió nó tác động mạnh thì nó sẽ dồn dập, nó làm cho tắc nghẽn những cái mạch máu của mình, hoặc là nó kích thích, nó làm cho cái máu nó chạy dồn và tác động đến cái sắc vật, cái chỗ mà nó tâm lương á, thì nó tác động mạnh đến sắc vật thì làm cho chấn động cái sắc vật đó, thì tâm nó lương cho nó bị chấn động theo. Thì do chính vì cái gió mà nó rối loạn, nó đưa đến cái tình trạng mà chúng ta
ngủ mình phát sanh thấy những cái cảnh mà lạ lùng, những cái cảnh mà chưa từng gặp, những cái cảnh mà quái dị mà con. Thì mà chính vì do gió trong cơ thể của mình nó không có được quân bình, gió trong cơ thể của mình nó rối loạn, nó không có là tốt đẹp, cho nên là chúng ta cũng phải thường xuyên tập về, về thể dục nhiều cho gió máu huyết nó lưu thông, tức là gió nó lưu thông. Chính vì do tập thể dục hoặc là chúng ta tập thiền, tập hít thở rồi cho máu huyết nó được lưu thông, gió nó chuyển động, nó tạo nên những cái sự mà cân bằng, nó không có bị làm cho chúng ta bị rối loạn. Không biết quý vị có thấy được những cái trường hợp này không? Có những lúc mà mình tự nhiên mình thấy trong người mình làm như nó bị mất quân bình, cái cơ thể mình nó bị giống như bị nghẽn hay là bị một cái gì đó nó làm cho khó chịu lắm. Cho chính vì như vậy lúc mình ngủ thì nó tạo cho làm cho cái lộ tâm chiêm bao nó vừa được kích hoạt, nó phát sinh những cái sự chiêm bao luôn, những sự chiêm bao mà mình chưa từng gặp, chưa từng thấy, bởi vì nó do các gió nó tác động làm ra. Rồi đó là nguyên nhân thứ hai. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là do mật rối loạn. Tức là trong cơ thể mình nó có cái mật là nó cũng là một cái chất dịch trong tích trong cơ thể của mình ha. Thì cái chất mật này đó nó cũng trong cơ thể mình, nó cũng có thức ăn có thể làm cho những cái chất béo hoặc là mật nó là những cái nó điều hòa, nó làm cho máu mình, những cái tính chất máu trong trong người mình nó được điều hòa, được cân bằng. Nhưng mà khi mà nó bị rối loạn, tức là khi mật trong trong người mình nó bị rối loạn, nó ít hoặc là ít quá hoặc là nó nhiều quá, nó dư thừa, nó không có cân bằng, nó làm cho thay đổi, nó làm cơ thể mình nó bị thay đổi cơ chế của máu. Và chính vì nó rối loạn, nó làm cho thay đổi, làm cho mất quân bình của cái cơ thể của mình đó. Thì chính vì như vậy nó làm cho nó, máu nó không có được mà luân chuyển được tốt đẹp, và do vậy nó tác động đến cái sắc vi bật luôn. Nó tác động vào sắc vi bật, nó làm cho tâm của mình nó bị rung động và nó phát ra những cái giấc ngủ kỳ lạ, những giấc ngủ thấy những chuyện này chuyện kia chuyện nọ, còn thấy những cái mà rất là quái, rất là kỳ lạ do cái sự mất quân bình của cái chất mật nó không có được quân bình. Đó là cái nguyên nhân thứ ba là do mật rối loạn, và nguyên nhân thứ tư là do đàm rối loạn. Chất đàm cũng trong cơ thể mình, nó cũng là một chất dịch trong cơ thể mình ha. Nó là một cái loại chất mà nó làm cho trơn trui, làm cho trôi những cái chướng ngại, nó làm cho cơ thể mình nó, những cái chất trong cơ thể mình nó được lưu thông, mà bây giờ nó bị rối loạn, nó bị không có được tốt đẹp, nó bị quá ít hoặc nó quá quá nhiều chẳng hạn, thì nó gây chướng ngại, nó làm cho cơ thể mình nó bị khó lưu thông, máu huyết nó bị tắc nghẽn vân vân, thì nó cũng làm cho tác động đến cái trong cái nguồn máy của cái cơ thể mình, những cái cơ quan lục phủ ngũ tạng mình nó bị ảnh hưởng và nó tác động đến cái sắc vi bật, nó làm cái dòng cảm thức của mình nó phát sinh, nó bị rung động, nó phát sinh trong những lúc mình ngủ. Thì khi như vậy nó làm cho cái lộ tâm mà chiêm bao nó phát sinh lên và nó suy nghĩ, nó tạo ra những cái dòng cảm thức, tạo ra những cảnh này cảnh kia cảnh nọ trong cái tư tưởng của mình. Thì chính vì do đàm của do mật do gió nó làm cho cơ thể của mình nó bị là hỗn loạn, và từ cái sự hỗn loạn đó, nó phát sinh ra những cái giấc chiêm bao. Thì không phải là cái vấn đề gì lạ, là chính vì do cơ thể, thì cho nên mình phải luôn luôn có những cái đời sống tốt đẹp, cái đời sống luôn luôn có sự quân bình, ăn đúng, ăn vừa phải, ăn những cái vật thực dễ tiêu hóa vân vân, uống vật thực, uống những cái nước mà đừng có gây những cái sự tác động kích thích về về tâm. Hoặc là mình sống có coi như là mình sống có căn bản, mình biết quân bình cơ thể, tập thể dục siêng năng, rồi nếu mà tốt nữa mình tập hành thiền, tập đi kinh hành, tập ngồi thiền vân vân. Thì ngày xưa Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo nên đi kinh hành thường xuyên, và khi đi kinh hành như vậy nó giúp cho trị rất là nhiều bệnh, bởi vì những cái chất trong cơ thể được lưu thông, nó được chuyển hóa, nó không bị tắc nghẽn, không rối loạn. Đó cũng là một cái cách mà giúp cho chúng ta không có bị bệnh hoạn. Đó là cách thứ ba do làm rối loạn ha. Cái thứ tư do bệnh, do bị bệnh, do bệnh tức là cái bệnh trong cơ thể người mình đó, con người mình bị bệnh, bị bệnh là do thời tiết hay là bệnh là do vật thực hay là bệnh là do tâm hay là bệnh do nghiệp gì đó,
thì những cái cơn bệnh này nó phát sinh, mình bị bệnh rồi đó, thì làm cho cơ thể mình nó bị có như là xáo trộn, nó bị mất quân bình, chính vì do những cái cơn bệnh này, dù mà bị sốt hay là mình bị lạnh hay gì đó, thì nó làm cho cơ thể mình nó không quân bình, và khi nó bệnh hoạn như vậy nó làm cho cái tâm mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta khi mình bị bệnh mình biết, mình thấy cơ thể mình nó yếu rồi, những cái cơn sốt nó phát sinh nó làm cho cái tâm mình nó giống như là nó bị khủng hoảng nha. Đó là, bởi vì trong cái cơ thể mình mà khi mình bị bệnh đó, thì cái bản chất của cái tứ đại, cái chất lửa trong cơ thể mình nó không có được điều hòa, cái chất lửa mình nó bị sốt, hoặc là nó bị hạ, nó bị lạnh, thì khi như vậy nó kích thích đến cái sắc vi vật trong lúc ngủ, và như vậy khiến cho cái dòng tâm thức của mình bị xáo trộn. Và khi xáo trộn như vậy nó tạo ra những cái gì, hiện tượng, tạo ra những cái cảnh, tạo ra những cái mà đối tượng rất là kỳ dị, rất là lạ, hoặc nó sanh lên, nó tạo ra một quy trình chuyển hoạt của cái dòng tâm thức. Thì như vậy chúng ta thấy là bệnh cũng là một cái nguyên nhân để làm phát sinh ra những cái sự chiêm bao. Thì như vậy từ cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, năm cái chi phần này, năm cái nguyên nhân này là nó do cơ thể mình bất ổn, và ăn không ăn đồ không rối loạn tiêu hóa, hoặc là do gió, do mật, là do đàm, hoặc là do bệnh. Thì do năm cái chi phần này, năm cái nguyên nhân này nó làm cho cơ thể mình bị rối loạn, nó tạo nên những các chiêm bao, những cái chuyện mà mình khó mà biết được nó từ đâu tới. Mình thấy nhiều khi chúng ta làm chiêm bao mình ngủ, mình thấy giật mình thức dậy thấy những cảnh kỳ lạ, thấy những cái chuyện mà đâu mình chưa từng gặp. Nó có thể là một trong năm nguyên nhân này, do bất ổn cơ thể nó sinh ra những cái sự rối loạn cơ thể làm cho phát sinh chiêm bao đó, là năm nguyên nhân trước. Rồi năm nguyên nhân này gom lại, thường thường ta gom năm này lại chung cái, thì nhưng mà giờ mình phân ra để mình học cho thấy rõ ràng. Đó là năm nguyên nhân. Rồi tới cái nguyên nhân thứ sáu, nguyên nhân này thứ sáu là do những kinh nghiệm quá khứ tràn lại. Đó là do những kinh nghiệm quá khứ tràn lại. Tức là sao? Tức là do những cái gì mà mình đã từng thấy, mình đã từng gặp, mình đã từng nghe, mình đã từng đụng chạm, vân vân, thì những cái kinh nghiệm trong quá khứ mình sống nó trong cái đời sống hiện tại này ha, ví dụ như trong đời sống hiện tại này mình từng thấy cái chuyện này, từng gặp chuyện kia, hoặc là mình từng sử dụng cái này, sử dụng cái kia, hoặc là mình có những cái sự mà tác động về những cái sắc thinh hương vị xúc, năm cái vấn đề này ngay trong cái đời sống hiện tại này mình đã từng như vậy, hoặc là những cái đời sống trong quá khứ trước trước nữa, do đó mình không thể đoán, không thể biết được. Cho nên khi mà mình có những cái đối tượng như vậy đó, khi mà mình nằm trong trong cái những trường hợp như vậy đó, thường thường đó, những cái mà mạnh mẽ thường thường lúc mà ngủ thì mình hay bị tràn lại, chẳng hạn như mình coi phim ma này, ví dụ như quý vị coi phim ma hoặc coi phim kinh dị, hoặc là coi tôi thấy những cái cảnh mà ghê gớm rùng rợn, thì thường tối mình ngủ nó hay tràn lại, mình ngủ nó hay khởi lên trong cái giấc chiêm bao của mình. Thì những cái cảnh mà mình đã từng thấy, từng nghe như vậy đó, nó sẽ thường nó phát sinh trong những cái lúc mà mình rơi vào trong giấc ngủ. Thì những cái trường hợp này thường là những cái trường hợp xấu nó dễ hơn là những cái trường hợp tốt. Những trường hợp tốt thì mình thấy mình làm việc thiện, làm việc phước này kia, thì nhưng mình ngủ nó khó tràn lại, bởi vì nó là một cái điều mà chúng ta thấy là người, cho nên mình mới biết là cái bất thiện nó mạnh hơn cái thiện là cái chỗ đó. Mình làm việc xấu gì kia thì chúng ta khó ăn khó ngủ vấn đề lắm, còn mình làm việc tốt thì mình không có nhớ tới, mình hay bị quên cái này. Thì trong giấc ngủ và khi mình ngủ thì những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện mà gì nó ghê rợn thường thường sẽ phát sinh trở lại. Cho nên chúng ta thấy là do những cái kinh nghiệm trong quá khứ mà nó sẽ tràn lại trong giấc ngủ của mình cho trở thành những cái giấc chiêm bao rất là ghê rợn, rất là sợ hãi. Và cũng có những trường hợp nó khởi lên những cái trường hợp tốt, chẳng hạn như có một thời chúng tôi cũng đã có chiêm bao thấy được chư thiên xuống, chư thiên bay trên trời bay xuống thấy rất là đẹp đẽ, rất là tuyệt vời,
Thì cái đó cũng là một trong những cái nhiều khi mình đọc sách nhiều quá à, vì đó mình đọc cái kinh điển nhiều quá thì mình nằm chiếc bao thấy những cảnh chư thiên à, thì cũng là do quá khứ tràn lại à, là do kinh nghiệm quá khứ, đó là cái nguyên nhân thứ sáu. Rồi à, nguyên nhân thứ bảy là do thần lực chư thiên. Nhân thứ bảy là do thần lực chư thiên. Rồi rồi nguyên nhân thứ bảy này nè, tức là cái nguyên nhân mà nó làm cho nó phát sinh là cái bao làm cho mình mơ mộng mình chưa bao thấy là do cái tha lực, do cái thần lực của chư thiên, do cái tha lực của chư thiên, là những vị chư thiên này nó có những cái năng lực người ta để người ta báo mộng à, những vị chư thiên có thể báo mộng chẳng hạn như nhà xưa coi thời vua A Dục có hoàng hậu à, đi chiêm bao thấy cảnh này cảnh kia à, thì do chư thiên báo mộng, hoặc là nhà à, hoa gia thì cũng nằm chiêm bao thấy mình voi 6 ngà hiện xuống vân, đó là do chư thiên báo mộng à, hoặc là vua trời để thích báo mộng à, hoặc là những trường hợp ngoài cái vấn đề này, này nữa, nó có những cái trường hợp đặc biệt, cái này là có những trường hợp thôi miên à, những người có cái thuật thôi miên hoặc là nó có những cái ma thuật gì đó thì trong lúc mình ngủ nó có thể làm cho tác động cho mình bị thấy này thấy kia à, thì nó là do thần lực của những người mà có luyện về những cái thuật đó à, hoặc nữa là do có một cái trường hợp cũng rất là ghê sợ, tức là do ngạ quỷ à, do ngạ quỷ tác động à, ngạ quỷ thì nó có những cái gì đó nó muốn làm cho gì mình đó, thì có thể là trong lúc mình ngủ nó tác động nó làm cho mình mà mong mà bị cái tâm bị mộng mị, mình thấy những cái chuyện kinh hồn ha, cái chuyện ghê lắm. Thì như vậy do thần lực của chư thiên hoặc là do ma quỷ tác động hoặc là do những cái trường hợp của những người có thuật thôi miên, những mấy ông thầy mà luyện bùa chú không, người ta có những cái thần lực riêng của ta à, thì như vậy đó là thần lực của chư thiên, thì người ta gom chung vô là những cái trường hợp đó. Nhưng mà đa phần những chư thiên thì người ta báo mộng cho mình là những cái điềm là tốt, đa số vậy, nhưng mà vẫn có những trường hợp có những cái điều xấu chẳng hạn, ta báo trước cho mình biết coi chừng này kia nọ đó, thì đó là những trường hợp đó. Thì và cái thứ bảy là do thần của chư thiên là báo mộng làm cho mình phát sanh được cái lộ chim bao. Rồi cái thứ tám là do nghiệp tác động, nghiệp tác động mở ngoặc điềm. Nghiệp động mở ngoặc điềm nghiệp đóng ngoặc lại. Rồi tức là cái này là do nghiệp, tức là cái sự báo là cái nghiệp nó báo trước, tức là giống như cái quả mà mình sắp phải chịu á, mình sắp được á, tức là quả tốt hay là những quả xấu á, tức là cái kết quả là hậu quả mà nó sắp trổ à, chẳng hạn như là mình à, sắp gặp một cái tai nạn gì đó thì cái nghiệp nó báo trước cho mình à, nó phải xảy ra, nó báo trước động nó làm cho mình chim bao mình thấy à, hoặc là những cái quả xấu quả tốt phát sanh mình biết mình sắp có được những cái gì đó tới à, thì đó ví dụ người ta giống như là nói giờ giờ trời sắp có bão tố tới thì nó có những hiện tượng mây đen kéo tới báo hiệu sắp này kia nó sắp mưa, hoặc là có những cái hiện tượng gì đó thì nó sẽ báo trước, thì cũng cũng vậy à, cái gì nghiệp tác động đó, gọi là những cái đêm á, những cái đêm nghiệp đó, à, nó sẽ báo trước cho mình à, khi nào mà có chuyện nó sẽ nói, thì trong lúc lúc mình ngủ á, thì cái nghiệp nó sắp tới nó sắp trổ rồi đó, nghiệp cái dạng như nghiệp xấu nó sắp trổ thì lúc mình ngủ á à, nó phát sanh à, nó alo quý vị còn nghe mà cho thấy ghi zero zero alo nghe hả, ủa sao có người không nghe rồi, MC cho Nguyễn có nghe không, Hồng Dung Kim Dung vậy nghe không, Kim Dung nghe không, không thấy nghe rồi à, để coi cho Nguyễn vô lại cho nó nghe, ngồi ghi nó không ghi được gì hết. Ủa không nghe hả, nghe chưa alo 1 2 3 Hồng Kim Dung nghe không, Trong Nguyễn vô chưa, nghe chưa
Con Nguyễn nghe không? Alo. Còn em Dung nghe nữa ha. Ok. À, chờ chờ xíu rồi rồi chủ sĩ có nghe không? Chủ sĩ không nghe cũng mệt rồi. Nghe chưa? Alo. 1 2 3 1 2 3. Nghe chưa? Châu nghe chưa? Alo. Hát nghe đây sang cho điềm nghiệp hay sao đấy, điềm nghiệp gì đó, bây giờ như cái điềm nghiệp thấy là chưa, nghe chưa, và lại thì do cái nghiệp bắt đầu là chính những cái nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ nào đó, à, mình đã tạo ra những cái nghiệp xấu cũng có mà tốt cũng có, thì những cái nghiệp đó nó thể là nó sắp trổ quả và nó tác động cho mình biết trước, chẳng hạn những cái tai nạn nó sắp xảy ra cho mình, sắp bị một cái tật, thì lúc mình ngủ á, những cái niềm nghiệp nó sẽ phát sinh, à, nó sẽ phát sinh, nó làm cho cái dòng tâm thức của mình nó phát sinh ra cái lỗi chim bao, à, rồi hoặc là những cái mà việc tốt mình làm, những cái nhân lành mình đã làm trong quá khứ thì nó giúp cho mình, à, trong cái lúc giấc ngủ nó báo trước cho mình biết là mình sắp được này kia nọ, thì đó là cái do nghiệp tác động, tức là ta gọi là điềm nghiệp, à, điềm nghiệp nó tác động nó phát sinh ra cái lỗ chim bao, à, giống như là bây giờ mình, à, sắp có một cái chiến tranh tới thì nó sẽ có những cái hiện tượng nó sẽ báo như thế nào nào đó để chúng ta biết được cái hiện tượng đó, hoặc là sắp có là tornado nó tới thì nó sẽ báo cho mình biết, cho mình biết sắp có bị gì đó, báo hiệu, cái là báo hiệu để sắp cho biết. Thì như vậy là cái nhân thứ 8 này được gọi là do nghiệp tác động, tức là nghiệp, tức là đây phải nói là cả hai tốt hoặc là xấu, à, tức là do cái nghiệp quá khứ nó tác động, nó sắp cho quả tới nơi, được không, tức là nó sắp cho quả, thì khi lúc mình ngủ nó tác động, nó báo cho chúng ta biết là mình sắp được những cái quả tốt này, à, qua cái chim bao như thế nào đó, à, hoặc là mình bị những cái quả xấu nó sắp tới, à, mình sẽ sắp gặp những cái chuyện xui, cái chuyện trắc trở, những cái chuyện tai nạn gì đó, mình chim bao thấy bị những cái sự mà ghê gớm nó tới nó báo trước, à, thì như vậy là do hai vấn đề tốt và xấu, à, nó làm tác động trong lúc ngủ mình, à, nó làm cho phát phát sinh cái lỗ chim bao, làm cho mình phải mơ tưởng thấy những cái điều đó, à, tốt hoặc là không tốt. Thì đó là tám cái nguyên nhân, à, chúng ta thấy là mình, à, trong đây chỉ cho chúng ta tám cái vấn đề mà để chúng ta thấy được, à, cái sự chiêm bao nó phát sinh như thế nào, à, thì, à, gì đó cho Nguyễn á, gom lại tám cái này, ghi tám cái chính ra ha. Thứ nhất là do, à, vật thực, à, gì đó, rối loạn, đúng rồi, gom lại gì đó, do rối loạn vật thực ha. Rồi thứ hai là do gió, à, là do mật, à, thứ tư do đàm, thứ năm là do bị bệnh, thứ sáu là do những kinh nghiệm quá khứ, thứ bảy là do thần lực chư thiên, thứ tám là do tác động của nghiệp, đó là tám cái nguyên nhân mà để tác động làm cho chúng ta phát sinh chim bao. Rồi bây giờ trong tám như vậy nó cho chúng ta biết được, mình sẽ biết được cái nào đúng, cái nào không đúng, à, đây vấn đề mà cũng là một cái đề tài rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ghi mộng đúng và không đúng, mộng đúng và không đúng. À, cái này mộng đúng không đúng. Rồi, cái dòng mình gặp là dòng mộng mà do rối loạn vật thực và mộng do kinh nghiệm quá khứ trạo lại thường là không đúng. À, mộng do rối loạn vật thực và mộng do kinh nghiệm quá khứ trạo lại thường là không đúng. Ghi kịp không? À, tức là cái mộng mà nó do rối loạn vật thực á, à, chẳng hạn mình ăn uống không có tiêu hóa, rồi ngủ mình nằm chim bao thấy tùm lum tà la, thì những cái món cái những cái mộng mị, những cái chim bao này thường nó không có đúng. Hoặc là những cái mộng mà do mình gặp trong cái đời sống hàng ngày, mình đụng chạm, mình gặp, mình thấy, mình đụng những chuyện này kia, rồi tối mình ngủ mình mơ mình thấy lại đó, thì những cái mộng này đó, mộng do rối loạn vật thực và mộng do kinh nghiệm quá khứ, hai cái này nó thường là nó không có đúng, nó không có đúng với cái hiện thực, à, cho nên được xếp vào cái loại là không đúng.
Rồi, xuống dòng. Mộng do tha lực. Mộng do tha lực. Có khi đúng, có khi không. Mộng do tha lực. Có khi đúng, có khi không. Là số 2, mộng mộng do tha lực, có khi đúng hay không, tức là do tha lực của chư thiên chẳng hạn, hoặc là có những lúc mà chư thiên mà bị bực bội, ông nổi nóng hay ông giận hay gì đó, ông gì đó nổi sùng, ông báo cho mình những cái giấc mộng là bậy tà bạ, gây ra những cái chuyện mà làm cho bao thấy những cái tai họa này, cái đủ thứ chuyện. Thì những cái mộng do tha lực đó thì nó có lúc có đúng hoặc có lúc không. Những cái lúc mà đúng mà chẳng hạn như họ báo cho biết mình sắp có cái chuyện gì đến xảy ra thì mộng do tha lực, thì chư thiên báo mộng những đó, hoặc là những vị mà vua chúng ta làm thì mình chiêm bao thấy mà thì cũng chưa chắc là đúng, thì như vậy mộng do tha lực thì có những lúc đúng hoặc là có những lúc là không, là như vậy. Rồi xuống dòng mộng do điềm nghiệp báo, ba là mộng nghiệp báo. Mộng do điềm nghiệp báo sẽ diễn ra đúng như giấc mộng, sẽ diễn ra sau này đúng như giấc mộng, mộng do điềm nghiệp báo sẽ diễn ra rồi sau về sau đúng như giấc mộng. Đó, tức là cái mộng mà lúc mình làm chiêm bao mà nó do nghiệp á, nên là chúng ta vừa học đó, thì cái mà nó do nghiệp nó báo á, chẳng hạn như là mình ngủ mình thấy những nghiệp nó mà nghiệp mà nói chung nó báo sắp bị chuyện này chuyện kia đó, thì nếu mà nó là do nghiệp nghiệp xấu trong quá khứ nó báo mình sắp bị lãnh quả đó, thì khi mà về sau này nó sẽ xảy ra, khi mà trong cái đời sống hàng ngày mình thức dậy mình sống nhiều khi nó có thể xảy ra, là không biết lúc nào thôi nhưng mà nó sẽ xảy ra. Đó là do là nghiệp ác, nghiệp sân quá khứ. Còn về nghiệp tốt thì cũng sẽ diễn ra đúng như vậy. Thì cho nên mộng mà do cái nghiệp mà nó báo mộng đó, này chắc chắn đúng, này đúng, bởi vì nó chính xác báo trước là cái này giống như là cái cây trồng cái quả nó sắp trổ, sắp chín rồi, bông nó nở này, nó báo trước là sắp có những cái mùa gặt hái rồi tới đó. Thì như vậy cái mộng do cái điểm nghiệp báo này nó báo. Cái này mình cũng khó biết lắm. Cái này mình cũng nói tại vì mình không phải là thần thông mà mình cũng khó mà biết được cái nào là do nghiệp, cái nào là do chư thiên báo mộng, hoặc cái nào do bệnh. Cái này mình phải có một cái sự tu tập rồi cũng dữ dằn lắm mới biết. Thành ra trong vấn đề này chúng tôi cũng đang trăn trở nghĩ mà mình có cái phương cách nào để mình lúc mình ngủ giật mình dậy mình biết mình đang cái mộng trong cái nào, là thật sự cũng rất khó. Nhưng mà thường thường cái điềm nghiệp nó báo á, theo cái tôi nghĩ thôi nha, và cái một cái điềm nghiệp mà nó báo thì nó có thể là rất là rõ, nó có thể rất là chính xác, rất rõ, mình giật mình thức dậy là mình còn nhớ, mình nhớ thật là rõ cái này. Thì khi mình nhớ như vậy thì có thể đó là theo theo chúng tôi nói là có thể nó là do nghiệp. Ví dụ mình ngủ mình thấy sắp có một cái chuyện gì nó xảy đến mà rất là diễn tiến rất là rõ ràng thì có thể là do nghiệp nó báo. Còn những cái kia thì những cái do bệnh hoạn này cái nó làm cho loạn tâm này cái, hoặc do tha lực này cái, những cái đó nó có thể tác động cho cái tâm mình nó bị chuyển động như thôi, nhưng thực sự nó không có mạnh bằng cái nghiệp, bởi vì cái nghiệp là nó là một cái sự mà mình cố tạo, mình đã làm trong những cái đời sống quá bây giờ, nó tới giờ nó chín mùi, nó báo trước cho mình biết. Cho nên cái này cũng khá ghê, mà theo tốt hơn mình đừng biết là chắc ăn cái mộng cho mộng đi, thì mình biết nó cũng hồi hộp cũng sợ lắm, ví dụ mình biết mình sắp bị gì đó, cái đó ghê lắm. Đó, biết mà khi mà nó đã báo rồi thì mình không có tránh được, ở đây gọi là nghiệp rồi mà, nghiệp mà nó sanh là nó cho quả, nó sắp sắp chín rồi nó báo cho mình biết mà mình không tránh được. Thành ra thôi tốt hơn là mình học là biết rồi, nhưng mình đừng có biết chính xác là nó là loại nào trong 8 loại này. Thì đó là cái mộng mà do niệm nghiệp là chắc chắn là nó sinh ra là đúng á. Thành ra chúng ta thấy ghê, rất là ghê sợ cái này. Rồi
Bây giờ những cái đúng và không đúng ha, bây giờ mình nói đến cái thời điểm sanh chiêm bao. À, ghi là thời điểm sanh chiêm bao. À, tức là cái thời điểm nào nó sanh ra cái chim bao, à, chúng ta phải coi phải phải biết vấn đề này, à, chứ không phải là chim bao lúc nào cũng sanh được đâu, có những thời điểm nó sanh chim bao, thời điểm nó không sanh chim bao, à, thời điểm sanh chim bao, rồi xuống dòng ngủ say không sanh, khi mình ngủ say không sanh. À, tức là khi mình ngủ say xưa đó, tức là ngủ mà cái tâm mình nó rơi hẳn vô trong cái dòng lộ dòng hậu kiếp đó, cái lộ tâm mình nó chìm hẳn vô luôn, ngủ say xưa không mộng mị rồi kìa, thì lúc mình ngủ say xưa vậy giờ không có cái gì mà nó làm cho mình chim bao đó. À, mình ngủ mà say xưa đó, ngủ mà kiểu mà thẳng cẳng ngủ không còn biết gì đó, à, thì giờ ngồi bên có lắc lư có khều có vậy đó, ngủ không biết gì luôn. À, thì khi mình ngủ sai vậy đó, thì cái lộ chiêm bao nó không có điều kiện để nó được, à, tâm mình nó chìm 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 quá quá quá, quá sâu đó. À, như vậy là ngủ sai, à, không có thể sanh được chiêm bao, sai không phải sai xỉn nha. Sai này chứ không phải sai xỉn nha. Rồi đó là ngủ sai mà không có sanh chiêm bao được. Rồi xuống dòng thức, mình thức tỉnh không sanh. Số 2 xuống dòng gạch dòng thức tỉnh thì không sanh. Thức tỉnh thì không sanh. À, thì những lúc mà mình tỉnh táo, à, mình nằm đó nhưng mà mình vẫn còn tỉnh. À, mình nằm đó mình vẫn còn tỉnh, cái tâm mình nó vẫn còn tỉnh mơ, nó vẫn còn suy nghĩ này suy nghĩ kia đủ thứ, thì lúc này nó không thể sanh được cái dòng cái dòng chiêm bao được. À, cho nên ngủ say cũng không sanh, à, thức tỉnh cũng không thể sanh. Rồi xuống dòng chập vào dòng đánh hòa thị vẫn được, chập chờn thì mộng mới sanh. Chập chờn thì mộng mới sanh. Chập chờn thì mộng mới sanh. À, tức là khi mà mình ngủ mà nó chưa có rơi hẳn vô trong hậu kiếp, nó cũng đang trong hậu kiếp nhưng mà nó cũng lững khững khững, nó muốn nó nửa muốn trở lên, nó muốn nửa muốn tỉnh mà nó nửa muốn mê, cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái nữa là chập chờn, tức là cũng rơi trong hậu kiếp nhưng mà nó chưa hoàn toàn nó ngủ, có lúc nó lẩn vẩn thì tôi kêu từ hơi chập chờn, thì những lúc đó những cái sự tác động của ngoại cảnh nó vô nó làm cho cái dòng hậu kiếp này bị đứt rất là dễ, à, dòng hậu kiếp mình rất là dễ, à, cho nên khi mà mình bị chập chờn như vậy đó, thì dễ rất là dễ sanh về cái chim bao, à, tức là nó nằm giữa hai cái vấn đề là vừa tỉnh và vừa ngủ, à, lúc đó thì người ta gọi là chập chờn mộng sanh. Ừ, thì những thế này mình thấy rất khó mà lại biết được cái trạng thái này, lúc mình rơi vô đó ngủ mình nằm mình thiếu thiếu mình thiếp đi rồi đó thì chim bao nó phát sanh. À, nhưng mà thật sự mình chưa có ngủ mê, mình chưa có ngủ say sưa, à, thì chính vì do đó mà cái chim bao nó rất là dễ sanh, à. Đúng rồi, đó là những khi mình rơi vô hậu kiếp là trong một trong 19 tâm hậu kiếp đó, à, thì cái mộng chập chờn này khi mình rơi vô cái trạng thái mà nó lơ tơ mơ mà ngủ mà còn chập chờn thì lúc đó cái giấc mơ phát sanh, à, đây là cái vấn đề đặc biệt là cái chỗ này. Chứ mình ngủ sai rồi nó không sanh được, à, mình vô hậu kiếp thẳng luôn nó làm cái rét luôn đó, thì như rồi không có sanh mà không có sanh chim bao, à, đó là ba cái vấn đề đó, ngủ sai là không sanh mà tỉnh thì cũng không sanh, à, chỉ có nó, giữa hai đó là chập chờn đó, là nó bắt sanh, sanh chim bao. Rồi xuống dòng đánh cái hoa thị bự cái đầu dòng ha, bậc A La Hán không bao giờ có chim bao. Nhân đánh gọi thị bự bậc A La Hán không bao giờ có chiêm bao. À, tức là bậc A La Hán là bậc đã diệt tận các lậu hoặc, những bậc không còn gì
kiết sử phiền não, không còn có hôn trầm thiện miên này, không còn có những cái trạng thái, những cái tâm sở bất thiện, bậc A La Hán hoàn toàn sống bằng cái tâm duy tác. Những việc này tâm người ta là sạch hoàn toàn, cho nên không có bị rơi vô trong vấn đề chìm bao. Khi mà một vị A La Hán mà người ta mệt á, cái thân người ta mệt á, bắt đầu người ta nằm xuống, cái ta nằm xuống ta chánh niệm chút xíu là ta nhập vô cái hồi kiếp luôn, đi thẳng vô hồi kiếp luôn, chứ không phải như mình chập chờn chim bao xanh tung lên ta. Thì bậc La Hán thì không bao giờ có cái đề đó, chỉ nằm xuống cái ngày thiếp liền cái là vô hồi kiếp liền, chứ không còn chim bao nữa. Thì đó là bậc A La Hán không bao giờ có chim bao, bởi vì không còn có những cái kiết sử phiền não, nên bậc La Hán chắc chắn không thể nào có chim bao. Là một rồi, chồng đánh cái hoa thị tiếp, đánh hoa thị tiếp không, chúng sanh địa ngục cũng không bao giờ có chim bao luôn, là chúng sanh địa ngục không có chim bao. Chúng sanh địa ngục không có chim bao, cái này mới là ghê ha. Chúng sanh địa ngục không thể chim bao được, nhưng mà không có chim bao, bởi vì chúng sanh địa ngục là bị lửa thiêu đốt liên tục, không bao giờ mà bị thể ngủ ngon để mà ngủ để chim bao được, mà bị tra tấn hình hành, bị lửa đốt liên tục. Chúng sanh địa ngục là không có chim bao được, cho nên vấn đề được là chúng sanh địa ngục không có chim bao. Rồi dòng đánh qua thị rồi dòng tiếp, chư thiên cũng không có chim bao, tức là những vị chư thiên cũng không có chim bao. Những vị chư thiên, bởi sao những vị chư thiên ta không có chim bao? Bởi vì đối với chư thiên á, những cái sắc do nghiệp tạo của họ, những cái sắc của họ nó quá vi tế, sắc nghiệp tạo quá vi tế, họ là sống bằng cái sắc tế mà, chứ không phải là sắc thô thiển như mình. Cho nên nó không có phát sanh những cái sự chướng ngại, nó không có phát sanh những cái sự mà do vật thực tác động, hay là do tha lực, hay là do tâm bị nghẽn hay gì đó, hoặc là do nghiệp tác động, họ không bị đó. Bởi vì thân của họ rất là vi tế, thân của họ rất là tế nhị, không thể nào mà tác động để mà họ bị sanh chim bao. Chẳng hạn như vậy, vật thực của chư thiên thì nó không phải như là loại vật thực như mình ăn đâu. Chư thiên trong 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 kinh người ta nói vật thực của chư thiên là một loại được gọi là tịnh thực, như là tịnh thực, tức là những loại này khi mà vị chư thiên ta ăn vô đó, khi ăn vô cơ thể hoặc là uống vô cơ thể, nó sẽ tan, nó biến, nó tan mất luôn trong cơ thể luôn, nó lan khắp trong cơ thể luôn, không còn lưu giữ, không còn bị phân loại ra những cái cặn bã, như con người chúng ta. Cho nên những vị chư thiên, cái vật thực ăn vô cái nó mất luôn khắp cơ thể liền, nó không còn có dơ bẩn cặn bã để mà phải đi phân nó ra. Như vậy là những vị chư thiên, cái vật vật thực họ rất là tuyệt vời, những vật thực mà chúng ta nhân loại mình không thể có được. Và chính vì như vậy, những vị chư thiên nó không hề bị bệnh, những vị chư thiên không có bị bệnh như mình, không có bị cảm mạo thương hàn đau bao tử, rồi kia không có những cái bệnh, bất cứ bệnh gì không có. Cho nên những vị chư thiên là không có bị mộng mị là một, hoặc là nói về điềm nghiệp, những vị chư thiên là điềm nghiệp của họ cũng không có, tức là họ có điềm nghiệp, nhưng mà cái điềm nghiệp của họ chỉ khởi lên lúc mà họ còn thức chứ không có ngủ. Tức là cõi chư thiên mà khi mà cái điềm nghiệp tới là báo tử, những vị chư thiên này chẳng hạn như họ sắp chết, cái điềm nghiệp nó sanh lên nó báo cho họ biết, lúc đó họ vẫn còn tỉnh nha, là báo cho họ biết là cái những cái vật trang sức họ đeo á, nó bị quá, nó bị héo đi, những dòng hoa nó bị, những cái loại hoa nó bị héo tàn, hoặc là những cái y phục của họ đang mặc cái tự nhiên nó bị bạc màu, nó biến cũ, hoặc là hào quang từ cái thân những vị đó lu từ từ, lu mờ, nó phai nhạt, nó lu mờ xuống, hoặc là những mồ hôi mà bên từ bên đất chảy xuống, nó chảy ra, hoặc là tâm của họ bị giống như bị buồn sầu muộn, thì đó là phát sanh, đó gọi là điềm nghiệp. Chư thiên là sắp sắp tới giờ cận tử rồi, báo trước cho họ biết là họ sắp tử. Thì đó là điềm nghiệp của chư thiên. Mà cái điềm nghiệp báo này, điềm nghiệp báo tử này của chư thiên, nó chỉ khởi lên trong cái lúc bình nhật, chứ nó không khởi lên trong giấc ngủ như phàm nhân của mình. Đó là cái đặc biệt của chư thiên, là có những cái sự mà cao hơn con người mình lại những cái điểm đó. Và chúng ta nên biết là những vị chư thiên họ mình không thấy được, bởi vì cái sắc họ quá tế,
sắc hồn vi tế, họ vẫn có đầy đủ nhưng mà mình không thể thấy được. Và chính vì như vậy họ có những cái đời sống cao hơn mình rất là nhiều. Đó là vấn đề mà về vị chư thiên là không có chim bao. Và chúng ta nên ghi nhận rằng mình phải đánh thêm một cái dấu bông vậy đó, nhưng mình phải đánh cái dấu gì ở ngoài cái bông này lại, gì có cái gì đó đánh đâu. Thì cái lộ chim bao này đó nó không cho quả, tức là nó không có tác thành cho quả dị thục. Lộ chim không tác thành cho quả dị thục, mặc dầu nó có động lực, mặc dầu nó cũng phát sinh lộ tâm, có động lực dục giới, nó có phát sinh những cái động lực, thì nó không có tạo cho quả gì được, nó không cho quả. Nó đặc biệt là cái chim bao, và chim bao không tác thành cho quả gì được, tức là không cho cái không có tác thành nhân để cho những cái gì sau. Bây giờ nó là chim bao, thì trong lúc chim bao thì thấy tâm mình muội lượng mà, nó không có một cái sự mà cố ý mà để làm những gì đó, thì cái tâm sở tư, cái chetana đó nó yếu, nó không có lưu giữ, nó không có sức mạnh để nó lưu giữ cái chủng tử, nó tác thành cái nghiệp để cho nó quả, cho nó cho những cái quả dị thục về sau. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nên lưu ý để biết. Chim bao thì không có cho kết quả, mặc dù mình thấy chuyện này những cái lâm la, nhưng nó cái lộ lâm tắc nó không có cho cái kết quả dị thục của nó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta được biết là trong chim bao nó có những cái trường hợp phát sinh như thế nào, cái nào đúng, cái nào không đúng, hoặc là những loại nào là phát sinh ra sao. Bậc A-la-hán không có chim bao, chúng sanh chúng địa ngục không có chim bao, chư thiên không có chim bao, vân vân. Thì chúng ta đã nắm được một một cái bài về vấn đề mà chim bao, rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt trong cái môn mà chúng ta Phật học mà chúng ta được biết như vậy. Đó là cái đề tài hôm nay, là chúng tôi muốn gửi đến quý vị những cái trường hợp sao rất là đặc biệt, rất là xa thú, và chúng tôi rất là nghiên cứu, thích nghiên cứu những vấn đề mà nó cũng có đi gần trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó là bài báo hôm nay, cũng do phước báo này chúng tôi nguyện xin hướng đến cho tất cả quý vị, tất cả chúng ta cầu mong được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nha cả thể. Mô Phật Tha, Nam Mô Tháp Ma Di Đà, Mô Sang Ca. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con như con xin kính đại diện lớp học để mà sa thú thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con về bài học chủ đề là chim bao của ngày hôm nay. Và bây giờ là đến phần hỏi đáp. Dạ sư huynh hồi nãy giờ ngồi dưới là thắc mắc nhiều lắm rồi. Dạ mời sư huynh lý lên ạ. À. Sa thú lành thai anh. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa sư nam, kính thưa toàn thể đạo tràng Mô Bụt Đại. Con câu hỏi là hồi nãy sư nói về cái phần mà mộng đúng và không đúng, thì sư nói về cái phần rối loạn vật thực và kinh nghiệm quá khứ thì thường không đúng, nhưng mà qua cái phần rối loạn vật thực thì có thể chúng con cũng assume, hoặc là assume là cái số 2 tới số 5, tức là hoạt động của gió rồi dịch mật rồi đàm dịch và do bệnh, thì những cái điểm kim bao do từ những nguyên tắc dân này cũng được xem là cùng một category với lại vật thực và được xem là không đúng, phải không ạ? Cái đó câu hỏi thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là ở cõi ngạ quỷ và ở cõi súc sanh, chắc họ cũng có chim, chắc nhất là chất súc sanh có thể có chim bao, còn ngạ quỷ thì con không biết, sự thầy có trong bài có nói đến về những cái khía cạnh đó không thưa sư? Chào đó, chào đó. Thì trong cái thì ta nói rằng trong cái vấn đề mà rối loạn vật thực, cái lại mà những cái kinh nghiệm quá khứ thì thường là không đúng, nó không có đúng, nó không có chính xác. Thì trong cái rối loạn vật thực thì nó có luôn vấn đề rối loạn về gió, rối loạn về đàm, rối loạn về mật. Những cái đó nó là do tác động của những cái cơ thể mình, nó làm cho cái dòng tâm thức của mình bị chấn động, nó làm cho phát sinh ra cái chim bao. Hoặc là những cái kinh nghiệm trong quá khứ mình từng gặp, từng thấy, từng nghe, bây giờ mình ngủ nó trạng lại, nó tạo ra cái chim bao rồi nó vẽ tùm lum chuyện đó, thì những cái mộng này, những cái chim bao này thường là nó không có đúng, không chính xác. Còn cái vấn đề mà hồi nãy nói câu thứ hai là gì quên.
Câu thứ hai là hỏi gì quên ta? À, ngạ quỷ. À, cái này ngạ quỷ, ngạ quỷ thì có chim bao hay không? Thì không thấy nói là ngạ quỷ. À, trong chú giải thì người ta chỉ nói là những chúng sanh ở địa ngục hoặc là chư thiên thì không thể có chim bao thôi. Còn ngạ quỷ thì chắc theo chúng tôi nghĩ là chắc có. Ngạ quỷ xuất sanh chắc có. À, vẫn có chim bao như thường. Bởi vì nó không có bị cái sự thống khổ liên tục giống như là ở địa ngục. À, ở địa ngục trong chú giải người ta nói là bị do cái sự thống khổ của lửa địa ngục. Nó nung đốt, nó liên tục, không có ngừng nghỉ. À, chính vì cái sự liên tục như vậy làm cho cái tâm của họ là không thể mà rơi vào khổ kiếp được. À, còn thú chim bao thì thú thì vẫn có, thú còn có ăn có ngủ, nó cũng có sung sướng như mình, nó cũng có những cái lúc ngủ nghe ngon lành đó. Thì thế mà nghĩ là nó vẫn có chim bao. À, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là nó có những khác biệt về địa ngục, những cõi khổ đó là chúng sanh ngạ quỷ Atula địa ngục. Thì những cái chúng sanh ở địa ngục đó, thì nó quá nặng này. À, chúng sanh địa ngục thì quá dữ, chưa kịp ngủ là đã bị chó lại đớp giống như ông Nhân nói chưa kịp rớt vô hồ kiếp là bị chó cắn nè. À, hoặc là chưa gì trơn là lửa nó đốt cháy, giống như trong cái chuyện gì trong cái tích mà mấy cái gì đó mà bị ở dầu sôi địa ngục gì đó, chìm xuống trồi lên, chưa kịp trồi lên, chưa kịp thở rồi nó nhấn xuống lại rồi. À, thì không thể nào mà ngủ được, không thể nào rơi vô giấc ngủ hồ kiếp được, cho nên chúng sanh ở địa ngục thì không có thể chim bao được. À, đây là mình nói tới đây mình thấy cũng ớn ha, thấy cảnh giới nó thấy quả thật là ghê sợ đi. À, cho nên cũng cầu mong sao do phước báo mà tất cả chúng ta học được vi pháp, và nguyện cầu sao cho tất cả mà chúng ta đừng rơi vô bốn đường ác đạo, súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục. À, đừng bao giờ rơi đó, mình phải nguyện hàng ngày cầu cho cái phước của mình nó gìn giữ, mình đừng rơi vô mấy chỗ này. Rơi vô mấy chỗ này thì kính thưa quý vị thì cũng khó lên lại lắm, à, rất là khó. Phật nói mà rơi xuống mấy cái cảnh này rồi mà lên lại được thì giống như con rùa mù mà nó dưới đáy biển mà nó trồi lên ở trên trên biển, cái mặt biển nó có một tấm ván mục mà nó có cái lỗ vừa đủ cái đầu con rùa nó chui vô. À, như vậy là 100 năm con rùa mù nó mới trồi lên được lần mà nó lọt được vô cái lỗ đó thì gọi là sanh làm người một lần, là được sanh làm người thôi. À, thì chúng ta thấy cái sự khó của sanh làm người rất là kinh khủng. Nếu mà chúng ta lỡ rơi vào trong cái xuất sanh ngạ quỷ Atula địa ngục này thì quả thật nhìn mỗi lần nghĩ tới là mình cũng phải ớn. À, không biết giờ sao nên mình tu mà tu liên tục, mình tu kiểu rút ráo thì nhiều khi mình tu không nổi, mà khổ con người mình nó dở vậy đó. Có khi mình vô mình tu mình an trú vô giới, an trú vô định thì mình làm không nổi, làm liên tục không nổi, mà mình cứ lần hàng. Ngày xưa chúng ta gặp nó tu mấy tu mấy ông sư, bây giờ mình tu mình lết lết người ta tu mình tu mình cứ lết 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 thì chính những cái chỗ mà mình tu nổi mình lết thì mình lết xuống luôn, mình lết xuống địa ngục luôn. Bây giờ rất là khổ trong cái đời này, bây giờ mình cố gắng mỗi ngày phát tâm mình tu, mình nguyện sao đừng rơi xuống bốn cảnh khổ thôi. Giờ có luân hồi làm người làm trời là cái là chắc cứu không, rồi từ từ mình tu đắc đạo quả luôn. Nếu mà còn lỡ mà rớt xuống cái mà thấy không biết sao nói. Nha, không biết sao rớt xuống, nó biết sao nói, sanh xuống cõi địa ngục cái thôi rồi, chán ghê lắm. À, đừng vậy. Rồi, ok, xin trả lời câu hỏi với bạn. Dạ, xin mời quý vị. À, dạ, kính thưa thầy, à, con đã thấy đạo tràng đăng lên ba câu hỏi, và dạ, con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Dạ, của Luyện Đoan. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là sao con hay mơ lắm ạ? Giấc mơ cũng bình thường, không sợ hãi gì ạ. Còn bạn con thì nguyên một năm chỉ mơ khoảng 3 hay 4 lần mà thôi. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Hay mơ là, mình hay mơ thì đó thì một trong những cái cách mà mình mơ, mình rơi vô cách nào. À, nếu mình mơ bình thường, không có sợ hãi thì cũng tốt rồi, thì cũng không đến nỗi nào. À, thì nó cũng không có gì mà gây cho mình những ấn tượng kinh hoàng ha. À, thì như vậy là cái đời sống mình cũng không có bị rối loạn nhiều, đời sống mình cũng tốt, không có bị những cái cơ thể ăn uống rồi những cái đời sống sinh hoạt của mình không có bị tác động nhiều. À, cho nên mình ngủ được ngon, chiêm bao ít, còn người nào càng ít mơ thì càng tốt,
Thì một năm với 23 lần thế thì thật sự nếu mình nói vậy thôi, nhưng thì có, tại nhiều khi họ biết có những giấc mơ mà mình giật mình nó quên mất, nó không rõ ràng, những giấc mơ không rõ ràng. Cho nên đó là vấn đề vậy, mình mơ mà được bình an, mơ mình không có thấy những cái chuyện kinh hoàng, chẳng hạn như mơ bị cọp rượt, mơ bị rắn, hoặc là mơ mơ bị té từ núi cao té xuống này kia. Có những người là mơ thấy cảnh địa ngục, nó có gì nhiều cái ghê lắm. Rồi mình nói tới, mình nghe ta kể là mình thấy, nói hết hồn luôn, là mơ nhiều cái khủng hoảng. Thôi mình nghe, thôi mình gạt qua bên, mình không ghi nhận nhiều. Mơ bị mất đồ, chắc là đó ăn cắp nhiều quá, mơ bị mất đồ, ăn cắp đồ nó nhiều quá. Rồi, xin đưa xuống cái. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và con xin kính tri ân lời giải mộng của thầy. Dạ, con có một câu hỏi tiếp theo là của Kỳ Anh. Dạ, chư thiên ở trên trời có sự tu tập giải thoát không ạ? Con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À, mọi thầy á, chư thiên người ta đắc rộng rộng nhé. Hồi xưa thời Đức Phật, thời Đức Phật có lên cung trời Đạo Lợi ngày thuyết cái là mấy trăm triệu chư thiên chứng đắc đạo quả, chứ đâu phải như người khỏi người mình đâu, khỏi người mình rải rác như vậy. Chư thiên chứng đắc nhiều lắm, nhất là thời lúc Đức Phật lên giảng cái Abhidhamma nè, giảng vì pháp nè. 600 triệu chư thiên chứng đắc, có gì tưởng tượng rất là khủng khiếp. Cho nên trên cõi gì trời người ta không tu thôi, tu là mau đắc lắm, bởi vì người ta được nhiều cái phước báo, rồi có những cái phước tích lũy họ rất là nhiều. Những cái nhất là cõi Đau Lợi, cõi Đấu Xuất, họ tu thành tựu cũng rất là cao. Đó là vấn đề nhà nhà Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của thầy. Dạ, có một câu của Hà. Hà hỏi là: thưa thầy, thầy xin thầy nói về bùa ngải, nó có hay không, hay là chỉ là dự đoán theo pháp học mà thôi? Con nghĩ chắc Hà nói giống như bùa lỗ ban này kia đó thưa thầy. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. nè, nó mời thầy. Cái này thì thật sự chúng tôi không có luyện nên mình không biết. Nhưng mà xưa ở chung trong chùa với mấy vị sư đó, thì mấy ông có trồng mấy cây, xưa kêu cây gì đó, cây nhỏ nhỏ mấy ông trồng đó, rồi xong ông cho ăn, ông cho học gà, ông cho ăn gì đó. Rồi thấy nó cũng cũng ghê lắm, giờ cây ngải cái gì đó à, ông làm mà là nó cũng nó phát sinh nhiều cái cũng ớn lắm. Có thể là nó biết trước chuyện gì xảy ra đủ thứ chuyện, hoặc là những cái bùa mà để mà coi đoán cái chuyện gì sắp tới đó. Thì trong chùa những vị có nhiều vị người ta thích luyện cái này lắm, cái gì tức là nói chung là nó có thiệt chứ không có, tức là có cái sự tu luyện để mà thấy được chuyện này chứ không phải không có đâu. Nhưng mà lại đó chúng tôi không dám chơi, mà mình nghe nói mình thấy cũng ngán, thôi mình hơi sức đau rồi mình để tâm vô cái chuyện đó, đặt thời giờ vô đó luyện cũng lâu lắm á, chứ không phải chuyện dễ đâu. Chúng ta luyện cũng phải ngày đêm, nó luyện ghê lắm á. Đúng rồi, nó bên tà mà phải, nó kêu âm binh rồi nó làm này kia là dữ lắm. Rồi mấy vị nó luyện ghê lắm, nhất là mấy vị mà Campuchia đó, bên Campuchia mấy vị nó luyện dữ lắm, luyện rủ chúng ta luyện rồi nó thôi không chơi mấy vụ này, để họ thời gian đi học đạo thì sướng, học kinh, học đi dự pháp này kia, học cho nó có nhiều lắm á. Có nhiều Việt Nam thì nhiều lắm, nhiều ông luyện cũng dữ lắm, mà về sau này cũng bớt rồi. Về sau này người ta luyện kiểu mà bùa, bùa nói đó, cái gì nói thì sao, cái đô la vô nhiều là thành công, khỏi cần luyện kia mất thì giờ, luyện kia lâu lắm, luyện kia cũng phải mấy năm mới thành tựu. Bây giờ mình nói thì sao, người ta đưa tiền là ăn tiền. Bùa này linh hơn nhiều, nói cái đô la vô đầy túi. Bùa này chắc cứu khỏi luyện, nhưng mà dẻo miệng chứ, là nói đưa ra đụng chút có phước là ta đưa tiền bỏ túi là thấy khỏe ra. Bùa này chắc cứu. Nhưng mà cái bùa kia thì cũng có lắm, chứ không có là mình cẩn thận, nhiều người đụng mấy người đó là mạnh lắm. Bùa yêu còn có chứ, yêu có chứ. Nhưng mà giờ sau này mấy cô trẻ trẻ cũng đâu cần mà mua bùa yêu nữa, nó chỉ cần đá mắt nhá nháy này cái mấy anh chết gắt rồi. Ma nữ gọi gần như bùa yêu lắm. Rồi ok, tìm xuống cái. Nam mô Bụt Thầy. Giá dạ, sao con nghe thầy nói bùa yêu thầy rành quá vậy thầy?
Dạ, con xin có một câu hỏi nữa. Câu hỏi này của cô Helena Rudasil trên Facebook. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, cô không quan tâm, chỉ cố giữ tâm bình thản, chánh niệm, vì có lo lắng cũng không làm được gì. Như vậy có gọi là vô tâm không ạ? À? Dạ, con xin dâng bích lại cho thầy ạ. À. Nam mô Bổn Sư ạ. Thì kính thưa quý vị, trong cái thời đại dịch này đó, thì đa số chúng ta khi mà thấy được những cái hiện tượng này, những cái cảnh mà chết chóc, người mà chết phải để lên xe lạnh mà đút vô đó, là người chết đút vô lò lửa hỏa thiêu, rồi chết chồng chết chất này, phải công nhận là chúng ta coi những cái tin tức đó, mình coi mình đau đau đớn, rồi thấy con người sao chết dễ dàng, quá đông chết, chết khủng khiếp luôn. Thì nếu mà giờ mình không khéo phát ý, mình không có chuyển hướng cái tâm mình thì mình sẽ rất là đau khổ, mình rất là buồn, rất là đau khổ cho cái thế giới này. Cho nên mình thôi mình phải khởi một cái ý, thôi giờ chuyện nó đã vậy rồi, thôi mình cố gắng giữ tâm mình bình an để mình sống, nhất là phải ở nhà stay home ha, stay at home cho nó chắc ăn. Nên là mình đóng góp trong một cái phần an toàn xã hội là bằng cách ở nhà, đừng có xí soạn đi quậy hoặc là đi uống cà phê lê lết. Mình ở nhà mình giữ cho cái sự yên bình cho xã hội, rồi khi mình có cái tác ý như vậy cũng là tốt, là mình giữ cái tâm mình bình an chứ không phải là vô tâm vậy đó. Tại vì giờ mình có nghĩ nhiều về cái đó mình càng đau khổ thêm chứ mình không làm được gì hết. Cho nên mình phải khéo tác ý hướng tâm mình cho nó trở nên tốt đẹp thì đó là tốt chứ không phải là xấu. Cho nên trong cái xã hội này thiệt, nghĩ tới thấy cũng sợ thiệt, rất là tốt. Thì mình nói là xả đó, nhưng mà thực sự đó là mình khéo cái tác ý tâm mình cho nó đặt đúng hướng lại, nó không có nghĩ qua cái trạng thái bất thiện, cho việc tốt. Đó là cái vấn đề như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã trả lời câu hỏi của cô Helena. Dạ, con thấy Thi Lâm có chat lên là ở ngoài làm vườn có bị Covid nếu không vậy thầy. Trời, sao em hỏi thầy, em không hỏi mấy cái người cái người bác sĩ. Dạ, con xin mời đạo tràng. Cô còn vị nào có câu hỏi nữa hay không thì xin giơ tay lên. Nguyên Trang có câu hỏi không nè? Anh Phan, anh Lý, Hà, anh Bài nè, Ca Vinh nữa và chị Nhung nữa. Dạ, con thấy Ca Vinh có đăng câu hỏi. Hành giả nào có niệm mạnh, họ có biết là họ đang chiêm bao không? Dạ, con xin dâng bích lại cho thầy ạ. À. Sa thú Ca Vinh. Thầy á. Nãy giờ thấy Hồng Nhung, Hồng Kim Nhung đưa tay mấy lần, sao Nguyên Như không mời? Hết con này Kim Nhung lên hỏi gì hỏi nha. Rồi trả lời cái câu của Kevin về người mà có niệm mạnh đó. Niệm mạnh tức là một người, rồi MC không thấy thì chết rồi, phạt quỳ nhang chứ sao Nguyên không thấy được. Rồi người mà có niệm mạnh đó, tức là một người, tôi có khi mà nói niệm mạnh là phải nói là một người tu tập. Một vị mà coi giống như là thiền sư thì một vị thiền sư thì trong lúc ngủ cũng như trong lúc thức, khi mà luyện tới mức độ họ có thể nói là có chánh niệm trong lúc ngủ luôn, nó có thể gì tức là những vị thiền sư nó có những cái độc đáo lắm, những cái mình khó có lắm, bởi vì người ta liên tục người ta tu tập mà cái tâm ta luôn luôn là khăng khít, luôn luôn là có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi họ có chánh niệm liên tục, ăn có chánh niệm mà làm cái gì cũng có chánh niệm, và cho nên những cái chánh niệm nó trở thành thường thân duyên, nó giúp cho cái tâm của họ luôn luôn có sự tỉnh táo, một cái sự khăng khít, thì khi lúc họ nằm xuống xuống họ vô giấc ngủ, vô rơi vào hồ kiếp, là chỉ có vô kiếp thôi mọi họ mới không có chánh niệm thôi, nhưng mà khi mà có hồ kiếp mà đứt vào hồ kiếp mà tỉnh lại là có chánh niệm liền, thì cho nên khi mà chiêm bao phát sanh là họ biết liền. Thì chúng ta thấy vấn đề này, họ biết liền họ đang trong chi bào, và đặc biệt có những vị người ta biết được người ta sắp tử đó, tức là cái điềm nghiệp nó tới họ biết, những điềm nghiệp tới họ biết, thì chúng ta nghe
nghe có một vị bên Miến Điện, vị sư Miến Điện cũng cao hạ, biết được họ sắp chết, ông biết được ông sắp là ra đi, ông nói giờ, ông nói cho đệ tử ông bây giờ sư đi từ đây tới đó đúng bao nhiêu bước rồi đó, là sư đứng lại là sư tử á, sư chết. Thì quả thật cũng đi tới đó đứng gần cái ông nhập vô ông, cái tâm tử phát sanh tâm tử liền ngay luôn á. Thì quý vị biết là thấy cái người có chánh niệm mạnh ghê gớm lắm, nó có những cái mà mình không biết được đâu, có thể mà thấy được trong cái dòng tâm thức họ diễn tiến như thế nào, rất là đặc biệt. Còn mình á, mình thì có niệm nhưng mà niệm mình thuộc loại niệm lết, niệm lê niệm lết làm gì mình cũng không biết đó là như vậy. Dạ, nó một thời đó. Dạ, con kính thưa thầy, con xin có câu hỏi như vậy là khi mà nói chúng sanh ở địa ngục không có lộ chiêm bao, không có chiêm bao, như vậy thì do bị thiêu đốt, bị đâm chém suốt ngày thì chúng sanh ở địa ngục có chết không ạ? Và khi chết á, thì những chúng sanh này tái tục lên hay là tiếp tục ở lại địa ngục theo nghiệp quả của mình? Dạ, hỏi câu hỏi đó là con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Dạ, xa thứ, xa thứ. Thì chúng sanh ở địa ngục đó, như vậy thì trong chú giải là nói những chúng sanh đó là coi như là bị hành hình suốt đời, cả một cái đời sống họ bị hành hình và họ vẫn chết, nhưng mà họ coi như là họ khi nào mà hết nghiệp họ mới chết được thôi. À, tức là giờ do cho có hành hình cỡ nào họ không thể nào chết được, giờ có chém có đâm có cắt cái gì họ không chết là không chết. À, nếu mà cái nghiệp của họ chưa tới, chưa có chấm dứt, nghiệp ác họ chưa chấm dứt, họ không chết. À, con người mình thì mình có thể tự tử mình chết chứ, nhưng khỏi địa ngục thì không tự tử được nha quý vị. À, không tự tử được cái này mới là một cái khủng khiếp, tức là không thể tự tử được, bởi vì do cái sự hành hình khổ sở mà không thể tự tử được. À, chỉ khi nào hết cái nghiệp ở cõi địa ngục đó, thì cái lộ tâm tử nó mới sanh lên, mới tử, rồi tử cái quá sanh tục sinh liền. À, thì ví dụ họ tục sinh lên qua cái cõi súc sanh ngạ quỷ, họ sanh qua những cái cõi đó. À, thường thường cõi địa ngục sanh lên cõi người trời khó khó hơn là sanh qua cái cõi kia. À, những người địa ngục thì sanh qua làm ngạ quỷ và súc sanh atula, sanh qua cõi đó, hoặc là nếu có phước lực mạnh thì sanh lên người, hoặc là có những trường hợp đặc biệt sanh làm cõi trời trời. Từ địa ngục sanh thẳng được rồi, vẫn có những trường hợp đó xảy ra, chẳng hạn như bà gì đó, bà vợ ông vua gì đó, này bà gì mà bà bị phạm giới nói dối với chồng đó, vì giờ chót bà nhớ cái phạm giới đó, cái bà sanh xuống địa ngục. À, bà sanh xuống địa ngục. À, Manika đúng rồi. À, sao đúng. À, bà xuống như bị thọ quả địa ngục 7 ngày, thì sau khi 7 ngày bà thấy lửa địa ngục, bà nhờ cái phước báo quả trong cái đời sống mà cúng dường bố thí chư tăng nhiều, bây giờ bà mới thấy cái ngọn lửa địa ngục, bà mới nhớ lại cái y, nhớ lại cái y vàng. À, thì khi bà nhớ lại như vậy, cái phước báo bà trổ thì cái nghiệp lực của cái địa ngục nó chấm dứt, thì bà tử liền ngay lúc đó, bà sanh về cõi trời luôn. À, là trường hợp rất đặc biệt, là bởi vì cái phước báo bà quá mạnh, bà sanh thẳng về cõi trời. Còn thường thường những chúng sanh mà lê tê mơ như phàm phu như mình, khi mà xuống địa ngục rồi mà sanh lên lại khó lắm. Đại Đức Phật nó khó giống như rùa mù chui qua cái lỗ. À, thì khó sanh lên, được sanh qua làm ngạ quỷ, sanh làm điện, sanh làm súc sanh, sanh làm những loài phi nhân, với sanh làm người rất là khó. À, cho nên cái phước báo trong cái đời sống hiện tại của mình bây giờ nè, nếu mình tạo được phước báo nhiều như nào tốt đó, phước báo về trì giới, phước báo về bố thí, về cung kính, về phụng sự, về cải tạo tri kiến này vân vân, những cái thập thiện nghiệp mà mình cố gắng mình làm được gì cứ làm. À, khi mình có những cái phước đó thì mình xuống dưới gặp Diêm Vương, nó nhìn mình nó cũng có mắt thiện cảm chút xíu. Ok, mày đó cũng có làm ha, cũng biết cung kính người này người kia, cũng biết trên nhường giới ha, cũng biết có bố thí giúp đỡ người này người kia, cũng có học hỏi kinh điển là thôi, thay vì mình phải vô chảo lửa, mình vô bây giờ mình vô chảo dầu chút xíu thôi. Do nó hưởng dầu chứ. Đó. Nên những cái cõi này thì nó chết phải hết nghiệp được chứ nó không thể nào chết được. Đó là vấn đề mà trong chú giải nó nói như vậy. Dạ, nó một thôi.
Sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của thầy. Dạ con còn một câu hỏi cuối cùng của Quan Phan thưa thầy. Dạ thưa thầy, trong thời gian dịch bệnh như vậy, con người mà ra quả không ạ? À? Dạ con xin dâng bức lại cho thầy kinh ạ. À. Dạ, mời thầy nhé. Thì trong cái bệnh này nè, trước tiên cái đầu tiên tạo ra cái bệnh này nè, cái người nếu mà thật sự cái người nào mà tạo ra cái này thì người đó là coi như người đó là người bị nghiệp, tức là người đầu tiên tạo ra bệnh đó. Thì sau đó nó tràn lan đại hải, thì bệnh tùm lum tà la, bệnh có người thì bệnh thì chết, có người thì bệnh thì không chết, nó thoát được. Thì những cái trường hợp mà những trường hợp này thì đa phần theo chúng tôi biết thì tất cả nó đều do cộng nghiệp, nó cộng nghiệp do nặng hay nhẹ tùy theo. Mà chúng sanh mình tạo nghiệp quá nhiều ha, mỗi chúng sanh bây giờ mà khi tới cái việc này giống như là bị trả quả, trả quả tập thể, chết chung nhau cùng như vậy đó, thì được gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà có người nhẹ người ta không chết, người ta thoát được những cái cơn này, còn những người nặng này thì người ta phải bị chết. Như vậy khi mà một người chết thì nó do trong đời sống của mình nó tạo ra, đến giờ cận tử chết, do người chết, do hết tuổi thọ, là chết do đắc kỳ tử, những cái loại chết, những cái phương pháp mà chết thì thân tại vì họ cũng còn mạnh, cái nghiệp lực còn mạnh. Nhưng mà nói về lực thực sự mà được nghiệp lực chỉ có nói là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác ngài mới thấy được thực sự như thế nào, còn mình không thể biết được đâu. Nghiệp bất khả tư nghị mà rất là khó biết, khó đoán được. Giờ mình chỉ nói theo sách vở chung mình nói vậy thôi, nhưng thực sự nó khó trong cái này. Cho nên đó là cái vấn đề chúng ta nên biết là giờ thôi thì giờ mình cứ không bị cái dịch corona này mình cũng chết, không chết kiểu này cũng chết kiểu khác thôi. Đâu có ai nói được mình sống được, đâu có ai biết được mình sống được tới bao lâu. Có nhiều người đang bình thường thở ra thở vô không được hay chết, hoặc là có người thấy tốt đẹp với một cơn gió đi ngang trúng hay chết, đâu cần tới corona. Còn có người đang vậy bước ra ngoài đường xe đụng ầm chết ngắt, thì nói dùng cái chết nó đến thì khó ai biết được. Mình nên bình tâm, mình giữ, mình cố gắng mình tu học cho nó được tốt đẹp. Khi mà nếu mà lỡ có ra đi, nếu mà giờ trong cái mùa dịch mình lỡ mình trúng mình bị ra đi, mình đi trong cái tâm thiện, mình đi trong cái tư thế của một người có đầy đủ giới hạnh, có phước, có đức, cái này thì mình chết mình lên cõi trời. Thì cái này mình vứt lại cái xác dơ bẩn này thôi, cái xác thân của cõi dục giới này của mình lên lấy cõi trời mình ở sướng hơn nhiều chứ, có ai đâu sợ. Thường thường mình nếu mà mình thật sự mình chắc cú là mình không có bị gì đó, tức là mình sống đời sống là trong lành tốt đẹp thì mình không có sợ. Mình không có sợ gì đó. Chết dục xác luôn, lên cõi trời sống phải rè. Tại vì mình không chắc, mình lo mình không chắc, mình sợ đó là như vậy. Giờ bây giờ chắc ăn đi, giờ mình lo mỗi ngày mình xin giới rồi mình hành thiền, mình tạo phước cho nhiều vô. Thì giờ nếu lỡ con COVID mình cố ghé, cố ghé thăm mình cái đó, cố ghé thăm mình cái mình say thank you, mình cảm ơn cổ, mình bỏ xác này mình về cõi trời mình nở, chắc cứu mình không mang nghiệp sát sanh nữa. Về cõi trời mình nở mình dịp mình sống thể ve một ngày cõi trời đâu lợi bằng trăm năm dưới đây là cái gì. Mình sống không biết bao nhiêu tuổi cho đó rất là an lạc thoải mái. Đó là vấn đề mà người mà có phước đức là như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin thật thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy ạ. Dạ thưa thầy, hồi nãy là câu chót, còn giờ có thêm câu út nữa thầy. Dạ của đạo hữu Tri Túc. Thưa thầy, nếu như nhắm mắt ngủ là nằm mơ, đêm nào cũng nằm mơ, có những giấc mơ rất nhớ rất rõ, có những giấc mơ không nhớ rõ lắm, có 2-3 giấc mơ xảy ra giống như trong giấc mơ, và lâu lâu con nằm mơ thấy người thân đã mất, vậy là nghĩa là sao thưa thầy? Vậy con cần phải làm gì không thầy? Con kính tri ân thầy. Dạ nguyên như xin chân mít lại cho thầy ạ. Nằm mơ bình thường á, mình ngủ mình mơ đủ thứ vậy đó. Mơ hết giấc mơ này tới giấc mơ khác, coi như là cái tâm mình nó cũng rối loạn ha. Cho nên đây là chúng ta phải coi lại
mình quan sát lại cái đời sống của mình, trong cái đời sống hàng ngày mình sống sao, cái giới mình có được ổn định không, giới mình có tốt hay không, rồi ăn uống mình thực hành đó, mình có ăn uống đàng hoàng không, hay là mình ăn những cái loại khó tiêu, ăn những cái vật thực mà nặng nề, nó tác động, nó gây cho giấc ngủ mình không có được yên ổn, hay là mình uống rượu, mình có uống rượu, mình có uống bia, uống rượu gì đó, nó kích thích, nó làm cho cơ thể mình nó bị hỗn loạn, nó sinh ra những cái giấc mơ vậy. Đó là những cái giấc mơ do cái cơ thể, do cái đời sống hàng ngày của mình không có được quân bình, thì nó sinh những cái loại giấc mơ. Còn những giấc mơ mà có thể nó thấy rõ rệt cho chúng ta thấy, có thể là do chư thiên báo cũng có, hoặc là do cái nghiệp nó tới, thì khi nghiệp nó tới rồi thì mình không biết sao. Nếu mà nó là nghiệp mà ta chịu thôi, nó tới mình đâu có biết được cái đó là nghiệp theo nghiệp, thấy mình sắp được cái này hoặc là sắp, mình không biết lúc nào thôi, ngày nào lúc nào nó sẽ trổ quả. Bây giờ chỉ có cố gắng tu tập làm phước thôi, giữ gìn thân tâm cho nó được trong sạch. Thân thì đừng làm ác, khẩu đừng nói ác, mà ý đừng nghĩ ác. Dễ ợt ha, có ba đó, dễ ợt, giữ thân khẩu ý được yên bình, dễ ội. Giữ được, là bây giờ có chết đi cũng yên ru, không sợ gì. Cũng như cô Dung nói thấy dễ, nói dễ ợt, nhưng mà làm thì khó. Nói dễ, nói cái một có liền, thân khẩu ý trong lành là chắc cứu. Dễ à, nói cái dễ, thân khẩu ý trong lành vậy thôi, vậy giữ được rất là xa thú, mình làm được là hình như là chúng ta có được cái visa về cõi đời chắc cứu luôn, thân khẩu ý trong lành chắc cứu về visa về cõi đời. Đó là vấn đề mà chúng ta phải, còn nếu mà mình chưa bao mà loạn quá thì mình suy nghĩ lại nha, chưa bao mà nhiều quá suy nghĩ xét lại đời sống hàng ngày của mình sao, ăn uống sao, có thể dục, có quân bình cơ thể hay không, có đủ uống nước, có đầy đủ hay không, hay cơ thể mình như thế nào đó, phải nên cẩn thận để cho sanh bệnh á, ngủ mơ mộng nhiều quá cũng sanh bệnh, bệnh rồi cũng phiền não lắm đó, đó là vấn đề như vậy. Dạ, tạm ơn Bạch Thầy. Dạ, con xin kính tri ân thầy Kinh đã phần đầu là đã dạy cho chúng con về chim bao, còn phần sau là thầy đã giải mộng cho chúng con. Dạ, mời cả lớp có thể gửi cho thầy những tràng hoa nha, hồi nãy giờ là hỏi quá nhiều rồi, xin cả lớp gửi hoa tặng cho thầy nha. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con không bạch sư. Con không biết là sư Thanh Tâm còn có ở trước máy không ạ? À? Dạ con không có thấy sư xuất hiện, con nghĩ là sư Thanh Tâm đã đi thực tập mộng. Ồ, con tính nói xấu sư Thanh Tâm. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Dạ, mô Phật. Dạ, thay mặt lớp học tri ân thầy Kinh rất nhiều. Dạ, thầy đã giải mộng. Thật là như vậy. Đời này là mộng, đời này mộng quyển, đời này là vô thường. Thì mộng to, mộng nhỏ ta hãy bỏ đi. Nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư Thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, được an vui trong đời và đời sau, được sanh về cõi trời, được an vui hơn. Cuộc đời này quả thật là phiền não và đau khổ. Bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nuba ve nasada soti bhava tu te bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma ve nasada soti bhava tu te bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nuba ve nasada soti bhava tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả hạnh phúc hằng đến cho người. Dạ, mô Phật mọi nguyên như ạ. Sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và bây giờ thời gian cũng
vừa phải Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng chư thiên và nhân loại có thể thoát khỏi cái bệnh dịch COVID này. Dạ đề hoa tà sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bề khà rê bồ thi khà rê tà hình ta hình ta tham ma đà ni na pha văn tu bù chi ta son thình ca rôn tê tha vi hà ra măng đa lê thế cha cha mắn cha na hoa ca cha phân khá vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isara samba na puta sukita fa wan tu te. Cha la bu cha de bi cha anda sam fa wa san se da cha ta ta wo pa pa ti ka. Ni cha ni kang tham ma wa rang pa tân de sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa măng gô. Qua anh tha ya cha hi ha ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha nô quân thinh sam ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta quan tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đăng quá tám nề buồn nha ta sáu quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Cầu mong các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai, và cũng là ngày Sư Pháp Tính sẽ dạy cho chúng ta tiếp tục về thuyết 12 nhân duyên. Nguyện cầu hồng ân tâm bảo có thể phụ cho tất cả chúng ta để cùng vượt qua cái nạn dịch này. Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Dạ anh Tài, ngày mai mỗi đêm ở bên Mỹ mình là đều từ 9 giờ tới 10 giờ rưỡi hoặc là sau đó. Như xin xin xuống mic ạ.